Để mà em bắt đầu lại một kênh YouTube thì em sẽ cần làm những bước gì để mình bảo mật này, cũng như là để mình thiết lập một kênh YouTube được chuẩn xác nhất. Thì trong clip này Trung Công Nghệ sẽ hướng dẫn anh chị cách để làm kênh YouTube đơn giản mà đúng nhất nhá. Ok, thì đầu tiên là mình để mà tạo được kênh YouTube ấy thì YouTube nó lại cần một tay gọi là tài khoản Gmail. Thì dành cho anh chị là em nào mà mình chưa có tài khoản Gmail hay là mình quên tài khoản Gmail ấy, là mình cần rất là lưu ý cho em cái này. Nhiều người người ta có tài khoản YouTube, có tài khoản Gmail nhưng người ta lại không nhớ mật khẩu, cũng như là quên mất cái số điện thoại hoặc không dùng số điện thoại cũ nữa. Cho nên là nhiều anh chị mất tài khoản YouTube không khôi phục lại được. Việc này ảnh hưởng rất nhiều đến việc mình làm những cái công việc khác, như mình vào Zoom này, mình vào Facebook này, mình làm tất cả những công việc khác này. Vì vậy là trong clip này em sẽ chia sẻ những cái mẹo hay là làm sao để mình lập lên một cái kênh YouTube nó tốt nhất, làm sao để quản lý Gmail của mình nữa. Chúng ta có thể tạo bằng điện thoại hoặc trên máy tính, thì em khuyên là mình nên tạo trên máy tính nhá, nó sẽ tốt hơn và nó sẽ làm được nhiều việc hơn. Nếu mà anh chị em nào mà mình mới bắt đầu dùng máy tính thì mình cứ tập dùng nhiều đi, dần dần nó sẽ quen. Đầu tiên là mình cần dùng gọi là Google Chrome nhá. Anh chị em tải cho em hay là mình vào trang web Google Chrome để mình làm việc giúp em nhá. Đây, anh chị em vào cái Google Chrome này nhá. Đấy, Google Chrome này, đấy, thì mình vào nha. Tất cả mình dùng Google Chrome hết. Bởi vì sao? Vì sau này mình sẽ còn cài những cái tiện ích công cụ ở trên Google Chrome nữa để mình hỗ trợ việc mình làm YouTube, mình làm thượng cá nhân, mình làm video marketing và nhiều việc khác nữa. Ok, vào Google Chrome nha. Anh em thấy không? Em có rất nhiều tài khoản đây. Thì em sẽ thêm một cái mới nha. Đấy. Em sẽ bấm vào đăng nhập. Nếu mà anh chị chưa có tài khoản thì em sẽ hướng dẫn anh chị tạo tài khoản luôn nha. Mình sẽ bấm vào phần tạo tài khoản này. Tạo tài khoản này. Anh chị em nào mà có tài khoản Google rồi, mình nhớ mật khẩu, thì là mình hãy đăng nhập vào luôn và tạm thời tua qua đoạn này. Em dành riêng cho anh chị em nào mà mình chưa có tài khoản hay là mình muốn làm lại mọi thứ từ đầu đến cuối thì mình lên xem hết đoạn này nha. Đầu tiên em vào tạo tài khoản này, em phải dùng cho mục đích cá nhân của mình. Họ em ghi là đây, em ghi thông tin của mình thôi. Chúng enter. Tiếp theo, tên người dùng này khá quan trọng nha. Anh chị nhớ cho một cái là cái này mình sẽ không đổi được về sau. Tức mình không tạo tên vớ vẩn ấy, không đổi, vì nó không thay đổi được. Cái địa chỉ này nó không thay đổi được, cho nên là mình sẽ tạo chỉnh chu giúp bắt đầu cho em một tí nhé. Đấy, em tạo được một cái này nha. Đây, em sẽ tạo là cái này của em, cái địa chỉ Gmail này của em. Anh chị cần tạo cho mình một địa chỉ riêng Gmail của anh chị nha. Mật khẩu này, cái này rất quan trọng nha. Mình tạo mật khẩu trước này. Đấy, mình có thể là bấm hiện mật khẩu để xem là nó ok chưa. Đấy, số điện thoại quan trọng nha. Đây, đầu tiên là anh chị em dùng một cái số điện thoại hiện tại cho em. Và mình một số điện thoại em theo em biết là mình có thể tạo nhiều Gmail được. Em sẽ tạo nha. Nhập số điện thoại mình vào đây. Cho quốc gia Việt Nam nha. Là cho quốc gia Việt Nam đây nha. Đấy, và sẽ gửi cho mình một cái mã về số điện thoại của mình. Mình sẽ lấy cái mã này. Mình sẽ lấy cái mã này. Đấy, nó gửi cái mã về này. Đấy, nó gửi Google văn bản về này. Đây. Anh em, đây chị em thấy không? Đây, nó gửi cái mã về luôn của em này. Em sẽ nhập cái mã này vào nha. Nhập mã này vào vào máy tính của mình. Đấy. Mình cần, nếu mà anh chị em nào mà mình có những cái email khác rồi, mình sẽ dùng cái email đó để dùng cái tài khoản này. Còn nếu mà anh chị em nào chưa có thì bỏ qua nhé. Em có thì em sẽ để ở đây. Đấy, mình xem lại này. Ok, tôi đồng ý. Ok, đã xong rồi. Đấy, thì đã xong rồi. Mình đã có được cái tài khoản Gmail. Anh chị em nào, tôi sẽ bấm có. Đây. Đấy, mình sẽ đây, xong đây. Tiếp theo nha, anh chị em vào YouTube giúp em nha. Anh chị em vào YouTube này. Đó, mình sẽ đăng nhập vào YouTube này. Mình sẽ đăng nhập tài khoản Gmail mình vào đây. Nó tự đăng nhập rồi nha, nó tự đăng nhập rồi này. Đây, nếu anh chị muốn thành tiếng Việt cho dễ nhìn nhá. Language này. Anh chị bấm vào phần chữ, cái chữ logo mình ở đây này. Bấm phần language này, Language English này, đấy. Dưới mặt trăng này, dưới cái gì đấy. Đấy, anh chị bấm đây, tìm đến, kéo xuống dưới cùng này. Kéo đến cái phần Việt Nam giúp em, tiếng Việt này. Đấy, tiếng Việt giúp em nha. Anh chị bấm vào đây giúp em nha. Đấy, thì mình sẽ biến từ cái kênh tiếng Anh sang tiếng Việt để mình dễ dùng hơn. Đây là cái rất là quan trọng nhá. Đấy, xong bây giờ mình sẽ anh chị bấm cho em cái này nha. Mình sẽ vào phần làm tạo kênh. Bấm phần tạo kênh ở đây. Đó. Cái này em sẽ để tên. Cái kênh của em sẽ là đấy, em tạo kênh ở đây. Tên gì cũng được anh chị ạ, tên gì cũng được, mình chưa chọn ảnh luôn, kệ tí tính sau. Tạo tạo tên đã, có tên đã, mình làm được đã. Đấy.
Ok nhá. Đấy, bây giờ em sẽ vào phần là, tức là bây giờ em đã có kênh rồi đấy. Em có kênh rồi đấy anh chị ạ. Em sẽ vào phần là tùy chỉnh kênh. Tùy chỉnh kênh ở đây. Đó. Đấy, thì bây giờ mình bắt đầu mình thêm ảnh này, thêm ảnh bìa này. Anh chị nếu mà mình có hình ảnh nha, mình tải hình ảnh mình lên đây. Nhưng mà anh chị em lưu ý cầm một cái này, kia tối đa là 4MB. Cho nên là một số hình ảnh mình dùng chất lượng cao nó không thể dùng được. Em sẽ hướng dẫn anh chị cách để mình dùng Canva để mình tạo hình ảnh, thiết kế hình ảnh, ảnh đại diện, ảnh bìa luôn. Ok nhá, vào canva.com giúp em nha. Mình đăng nhập này, đăng nhập cái tên này này. Đây, em cũng với tận tài khoản thôi. Ok. Ok nhá. Em sẽ bấm vào phần tạo thiết kế này. Đấy. Anh chị bấm vào phần YouTube, ảnh hồ sơ YouTube. Đây này. Nói chung là 800x800 này. Đấy. 800x800. Nó sẽ hình vuông. Ok. Bây giờ mình sẽ tải lên đây cái hình của mình lên. Mình tải ở đây mình này. Tải tẹp lên này. Đấy, anh chị tải mình tải hình mặt mình lên nha. Rất quan trọng là khi mình làm thượng cá nhân của mình ấy thì mình sẽ để mặt mình ở đấy, em sẽ để mặt em ở đây. Rồi em sẽ thêm hình em vào đây. Đấy. Ảnh đại diện mình cần cười tươi nha. Đẹp nhất là cười tươi nha, nhìn thẳng vào ống kính, nhìn thẳng ống kính nha. Cười tươi như này nha, đấy. Mình sẽ bấm vào chia sẻ này. Tải xuống. Đấy. Tải chia sẻ, tải xuống này. Tải xuống giúp em nha. Thì khi mình dùng cái mẫu này này, anh chị thấy không? Nó có 700. Đây nó có 775 KB thôi. Nó còn chưa được 1 MB. Cho nên là mình up lên đấy rất là ok. Đây, em sẽ tải lên luôn này. Tải lên này. Đấy, anh chị up thử lên, nếu mà nó không được thì mình dùng ảnh khác. À. Từ nha, một cái lưu ý nữa em muốn chỉ cho anh chị nha. Là khi mà mình dùng Google Chrome để mình lưu các tải các một thứ về ấy, thì anh chị cài cho em cái này. Đây, mình sẽ bấm vào phần ba chấm ở góc trên phải màn hình này. Anh chị bấm phần cài đặt giúp em nha. Đấy. Anh chị bấm phần là tệp đã tải xuống này. Anh chị cái này rất quan trọng. Rất quan trọng luôn. Nhiều khi mình cứ tải về nó đẩy máy, mình không tải thêm được nữa. Mình đã đổ lỗi là cái này do máy tính của mình, nhưng không phải, là do mình không biết cài đặt đó. Thì là cái này rất quan trọng. Là đây, mình bấm phần này nha, là hỏi vị trí lưu từng tệp trước khi tải xuống. Bật cái lên cho em. Quan trọng. Tiếp theo là cái phần này này. Cái phần đây có phần lưu vị trí mặc định của nó. Thì em thấy là cũng nên thay đổi. Nếu ở đây anh chị, đây máy tính của anh chị đây, một tip PC nha. Đây, ở một máy tính của mình nó sẽ có rất, đôi khi có rất nhiều ổ, một ổ, hai ổ chẳng hạn. Thông thường em sẽ lưu vào một cái ổ D của em. Đấy, nếu mà ổ D anh chị em đầy rồi, ổ E, ổ C, bất cứ gì đó, gì cũng được. Nhưng mình cần lưu vào ổ mà nó làm nó trống. Ổ này. Đấy, ok. Đây, giờ em sẽ tải lại nha. Chia sẻ này. Tải xuống này. À, nó sẽ khác lúc nãy. Đấy, nó sẽ hỏi mục mình lưu ở đâu này. Rất quan trọng nha. Cho mục D này. Đấy, anh chị tạo chuột phải này. New này, folder này, mình tạo cho em một cái folder riêng nha. Cái đây là YouTube này. Enter một cái này. Open này, và mình đổi tên đây này. Đấy, vì đây là ảnh đại diện, xong mình bấm vào lưu ở đây. Đấy, nó sẽ lưu vào đây. Mình cần bấm vào cái mình chỉ thế này này. Mình chỉ vào cái mục trên này. Mình bấm phần này này. Cạnh phần mũi tên này. Đây có phần hiển thị trong thư mục này. Bấm vào đây này. Đấy, mình biết là ảnh mình nó đang ở đây. Ok chưa? Bây giờ mình sẽ vào trên Google tiếp theo nha. Tải lên này. Đó, và mục ổ D này. Và YouTube này. Ảnh đại diện này. Bụp. Xong một cái. Cứ xuất bản đã, xong đã. Bây giờ mình dùng cái thumbnail của mình nha. Mình dùng cái ảnh bìa profile, ảnh bìa YouTube của mình á. Bây giờ mình sẽ chỉnh cái này. Đó, mình sẽ vào phần là thiết kế này. Mình tạo một cái dự án mới nha, tạo thiết kế mới nha. Mình cần tìm cho em một cái là banner YouTube. Đây.
Đây, đây, tạo cái này nha. Ở đây nó có rất là nhiều mẫu nha, nó có rất là nhiều mẫu. Thì mình có thể là mình chọn một cái nào đó phù hợp với bản thân mình. Anh chị em thấy nó đẹp đẹp thì mình cho vào thôi. Em nghĩ để đơn giản này thôi. Tất cả những cái này về tên này, về phần này, về ảnh đại diện, về phần ảnh bìa, ảnh banner như này là mình đều có thể thay đổi được nhá. Hay là hướng dẫn thì em cũng làm đơn giản thôi. Anh một cái lưu ý là anh chị chỉnh em nhỏ lại nha, rất nhỏ ở giữa nha. Bởi vì sao? Khi mình đăng lên ấy nó sẽ không được chuẩn form như to nhảy đâu. Cứ làm theo em đi. Cho nhỏ nhỏ giữa này, nhỏ giữa được. Chia sẻ này. Tải xuống. Đây, tất cả các trang, nó rất nhiều trang là em nào. Trong đây này. Mình chọn cái trang mà mình muốn thôi, em chọn trang 2 thôi. Là trang này thôi. Tải xuống này. Sau đó bấm vào lưu ở đây, lưu ở đây. Đó, bấm về về kênh của mình, bấm vào phần tải lên đây. Open. Đó, thấy không? Nãy nó mình để to phát là mất chữ luôn. Thế là mình để nhỏ nhỏ thôi, đấy, nó sẽ để ok hơn. Tất cả thiết bị này. Đó, xong. Xuất bản. Test test là mình đã thiết lập được cái này rồi. Rất cơ bản rồi. Còn cái này thôi là cho em làm thông tin mô tả cái kênh YouTube của mình. Mình có thể dùng ChatGPT để mình dùng nha. ChatGPT enter. Đấy, cái này này. Mình cái này mình chưa cần đăng nhập luôn nha. Là tôi có kênh YouTube tên là hướng dẫn làm video marketing. Tạo giúp mình hỏi nhưng mà hỏi người khác thôi. Tạo giúp tôi mô tả kênh YouTube này. Ấy à. Enter. Cũng được, thế này cũng được. Thế thì ngắn gọn hơn đi. Ngắn gọn hơn đi bạn. Ngắn gọn hơn đi. Enter. Ấy. Ctrl C. Đây. Ctrl V. Ấy xời. Thêm một cái nữa nha, là cái phần hình mờ cho video tải lên này. Cái này được không ta? Xong. Em dùng luôn cái hình đại diện của em luôn. Xuất bản. Đấy, xong mình bấm vào xem kênh của mình này. Anh em thấy không? Xong cơ bản luôn. Đấy, tuyệt vời không? Tiếp tục nhé, mẹo này quan trọng đấy. Là phần cài đặt tiếp này. Kênh này. Mình chọn quốc gia đây nha. Là chọn Việt Nam ở đây. Nếu chị ở em ở Việt Nam. Từ khóa cái này khá là quan trọng. Đầu tiên mình cứ để từ khóa kênh của mình đã. Là học làm video marketing. Của em là như vậy. Video marketing. Đấy. Đã hỏi ChatGPT tiếp. Là viết giúp tôi các từ khóa. Các từ khóa cho kênh YouTube này. YouTube này. Enter. Đấy. Thì ngay lập tức nó cho mình một số cái từ khóa rồi đây. Lấy từng cái một vào thôi. Đây. Ấy da, mình có thể là hỏi ChatGPT là cách mình tạo tên kênh như nào luôn nha. Là về chủ đề gì nha. Đấy, dán hết vào đây. Đây, ok. Cài đặt nâng cao. Không, kênh này không dành cho trẻ em nha. Cứ lưu lại đã. Ok. Như vậy thôi. Như vậy là anh chị đã làm xong cái kênh YouTube đầu tiên của mình rồi. Thì đây sẽ là cái cách mà bắt đầu lại kênh YouTube của mình. Thì nếu cái video anh chị cảm thấy hay thì nhớ bấm. Nếu cái video anh chị cảm thấy hay thì nhớ bấm đăng ký kênh nhé. Em là Chú Công Nghệ. Bấm vào video tiếp theo để học thêm về YouTube nha. Video sau em sẽ hướng dẫn anh chị cách để mình tạo thumbnail đẹp. Thumbnail YouTube đẹp, ảnh video của mình đẹp thì người ta mới bấm vào. Làm thế nào để đi view được đẳng cấp hơn, chất lượng hơn. Đây, theo sao để tạo những cái thumbnail thu hút để có nhiều người xem. Đây. Kiểu như thế này. Thì clip sau em sẽ hướng dẫn anh chị. Ok chị ạ. Thì cảm ơn chị đã xem video của Chú Công Nghệ. Ok nhá.